Xin chào mọi người, đây em xin giới thiệu cho mọi người thấy nó đây, cái nho đã được 4 tháng rưỡi này. Ở đây em đã tạo cành cấp 1 rồi này. Đây là cái gốc nho chính này, thân chính này. Đây là trồng từ cái cây hơm nhỏ này, chứ không phải mình trồng từ cái gốc to. Gốc to là nó đã bị lão hóa rồi. Nếu cây này nó được cỡ 7-8 năm thì nó bự như cái gốc to, như ngoài thị trường bán 80% là người thị trường người ta bán là toàn là gốc to. Tại vì gốc to đó là bỏ cái loại cái cây này đã già rồi và nó không có cho trái nữa, nên ở đây người ta chặt đi bỏ đi á, người ta giờ người ta tận thu lại mấy cái đó để bán cho người ta trồng sân thượng hoặc trồng ăn trái, nhưng mà trái ra rất là chua lắm mà nhỏ nữa, nhưng mà trồng 1-2 năm thì ra không ra trái nổi nữa. Nếu mà muốn trồng thì ta trồng cái cây từ nhỏ như thế này nè. Đây là cây nho hôm này, đây nè, đây là cao 2 mét. Vàng vàng ở Ninh Thuận người dân ta làm thì cao có 2 mét, còn tùy vào mình trồng thì tùy bao nhiêu mét thì tùy mình thôi. Cao để cho nó dễ tiện chăm sóc thôi. Đây là cành đã mình đã cắt ra, tạo cành cấp 2 này, cấp 1 chứ. Đây là khi nó đụng vàng thì mình sẽ cắt vào cái khúc này thì nó sẽ để sẽ ra cầm cấp 1 này. Sau đó đây là cành cấp 1, đây là bắt cầu, sau đó là cắt thêm nữa là ra cành cấp 2, là được ra được 2 cành đây nữa. Đây đây mới ra đây, đây nó đây, tùy theo mình để nhiều cành hay không, thì ít cành thì cây sẽ nhanh đậu trái thì dễ ra bông hơn. Đến khi mình muốn cho trái thì cái cành nếu mà nó già được cỡ hó gỗ, cái màu như màu xám như thế này này, thì ta có thể cắt cho ra trái được. Đây là cái mục để cho ra trái này, ra ho này. Làm thường là mình cắt cành để ra ho, là cây để được 9-10 tháng là mình cắt ở chỗ này. Ví dụ như cái đây là cái cành cành như thế này, nó đã già, nó hó gỗ như màu như như thế này này, mình muốn cắt ra trái thì mình cắt phần chính giữa này này để chừa lại cái này để nó đâm ra này, đâm ra ho này. Đây là cái mục, gọi là mục nho. Trên cái mục mục là chỗ cái lá, chỗ nách, đây là nách lá, là nó sẽ có một cái mục từng khớp như mắt mía. Chẳng tiện đang làm cỏ nên hướng dẫn cho mọi người hiểu rõ hơn. Đặc biệt là mình trên thị trường là giờ này mình nên đừng có mua cái gốc to nữa. Cái gốc to là gốc không trồng, trồng nó không ra trái nổi. Nếu có ra thì cũng ra một hai vụ là nó hết, tại vì nó hết sức rồi, ở đây ta chặt ta bỏ rồi, tại vì không còn năng suất nữa, tốn công tốn tiền bạc tốn chi phí á, tốn thời gian mà không có đạt năng suất, nên người ta sẽ trồng lứa mới bằng bộ cây con cây mới. Đây này, mọi người nhìn thấy rõ hơn là cái gốc nhỏ hơn, gốc từ nho hôm, gốc nhỏ rất là nhỏ, nhỏ bằng ngón tay thôi. Em thì trồng khoảng cách thì một mét rưỡi, cây khách cây 1,5 m, hàng khách hàng thì 2 mét tới 2,5 m, còn vàng cao thì tùy ý mình thôi, vàng cao thì tiện chăm sóc thôi. Cây rất là tốt, tại vì luôn chăm sóc 4 phân kỹ á, trồng kinh tế là phải như vậy thôi. Còn mình trồng ăn quả thì có thể bỏ phân bò NPK, rồi các loại thuốc mà tăng sinh trưởng thôi. Chỉ mình cái cây nho rất là dễ, mình chỉ nuôi cành thôi, nuôi cành cho nó đủ già, không có quan trọng trồng bao nhiêu năm,
bao nhiêu tuổi, nhưng mà chủ yếu cái cành mình chăm sóc tốt, nó nhanh hó, nó nhanh, nó to như thế này, rất là to bằng ngón tay mình luôn. Mà nó cỡ như thế này thì cỡ 2 tháng hay 1 tháng nữa là mình bắt đầu thu hoạch vụ đầu tiên rồi. Ở mình thì thu hoạch vụ đầu tiên cỡ 10 tháng là thu hoạch được, nhưng mà không, tại vì trồng kinh tế lâu dài nên không, nên sẽ giữ cành, chỉ cho cây đúng thiệt là mạnh, phải đúng tuổi để cho nó khỏe, để bấm là ra trái liền, chứ không để cây bị yếu. Cây bị yếu thì ăn được có một vụ, mà vụ sau nó yếu rồi nó sẽ không cho quả nữa. Đây rất là to bằng ngón tay, toàn bộ là trồng bằng gốc nhỏ nha mọi người, chứ nho là không, mới trồng gốc to được. Thường là cây ăn quả mình mới trồng, ít cái trồng được cây gốc to lắm, tùy theo loại cây, đặc biệt là loại thân leo này. Trồng cỡ 9, trồng cỡ 6 năm, 5 năm là nó gốc bằng cái cây chấm, cái cây cọc mà để cho cái nho nó dựa theo lên vàng. Còn cái gốc như mà ở thị trường bán bây giờ là người ta thu ở đây là mấy ngàn thôi, người ta tới tới bấn bấn gốc bỏ giùm luôn, giùm mình luôn, mà người ta còn trả tiền cho mình nữa. Rồi người ta đem về, người ta sẽ làm lại, cho thuốc và làm lại thì nó sẽ ra rễ và đâm chồi. Thường là mọi người trồng đúng là thiệt, nó rất là mạnh, trồng thì lên rất là nhanh, lên trồng một thời gian lên thì cái gốc to đó nó cái đặc tính của nó là nó trồng rất là nhanh, lên leo vàng rất là nhanh. Nhưng mà leo rồi nó nuôi lá rồi, nuôi cành rồi, nó sẽ đứng, có một giai đoạn nó đứng cành lại, không còn phát triển nữa vì nó già rồi, rồi nó yếu thì nó không cho tái, cho trái nữa. Mình thường xuyên là lặt mấy cái rau này bỏ này, và những cái nách như trong này này. Vàng thì mình có thể làm bằng dây dây hoặc dây kẽm tùy mình thôi, như cái mướp đang ô, như cái mướp thôi. Rồi xin chào mọi người nha, mọi người có tham khảo thì hãy vào hội thế giới cây nho tham gia để chia sẻ, có thể mua giống từ mình.